Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình review và làm lại link của cái con Naruto đại chiến này nha anh em. Thì đây là cái phiên bản update mới cho nên mình đã làm lại link nha anh em. Thì anh em có thể lấy link mới về chơi nha. Rồi thì ở đây anh em thấy ha, đây là cái tài khoản cũ của mình nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ review cho mấy anh em cái con này và cái tool ha. Thì con này free cho mấy anh em là cái tool full. Thì con này mình đã vượt quá Abika và vượt quá tôi luôn, nhưng mà chưa có vượt quá hết nha anh em. Thì nói chung là cũng đủ chơi thôi. Cũng còn một số hình ảnh là chữ tàu ha, như anh em thấy ở đây ha. Thì anh em thấy ở đây tài nguyên của mình là mới có 43 dạng dạng thôi nha anh em. Và tướng thì đây là một cái acc cũ cho nên là tướng mình cũng đã có những cái con tướng LR rồi nha anh em. Thì tí xíu mình sẽ test tool cho mấy anh em xem luôn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tắt và mở lại để mấy anh em xem cái đăng nhập nha anh em. Thì hiện tại thì mình không có mở Witfox luôn nha. Nếu mà anh em đăng nhập khó thì có thể mở cái Witfox nha anh em. Rồi thì mình sẽ vào game nha anh em. Rồi nó nổi như vậy thì anh em nhấp vào nút bên phải ha. Rồi ở đây thì anh em có thể tạo tài khoản nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tạo tài khoản mới luôn để mình test tool luôn nha anh em. Phải xin tiền ha, rất ít đi cho nó mới mẻ luôn nha anh em. Mật khẩu là 12456 nha anh em. Rồi tạo bên đây ha, đây tạo tài khoản thành công nha anh em. Rồi anh em đăng nhập nha. Rồi thì ở đây nó có một server thôi nha anh em, thì anh em chọn nè, đấy thì vào game luôn. Thì hiện tại thì đăng nhập rất là nhanh chóng nha anh em. Còn nếu mà anh em nào đăng nhập khó thì có thể là mở cái phốc nha. Xiaomi rất ít. Rồi, ok. Không cho. Xiaomi ít đi. Không cho luôn. Xiaomi rất đã tồn tại. Ê chà. 18 này ha. Rồi. Đã có cái tên không cũng khó nữa nha anh em. Rồi, ok, không sao. Rồi bây giờ mình sẽ chạy nhiệm vụ trước nha anh em, chạy một hai cái nhiệm vụ ha. Ok, thì ở đây là anh em thấy để coi mình lên được cái gì nha anh em. Đại sảnh nè, mới level 2 hả. Rồi ở đây thì ninja thì cũng chưa có gì nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test thử tool nha anh em. Thì vàng cũng chưa có ha, mới có 10 vàng thôi. Rồi thì mình sẽ mở cái tool lên. Thì ở đây là chỉ có một server cho nên anh em để mặc định vậy ha. Ở đây thì anh em sẽ nhập tài khoản nha anh em. Đây bài Steam rất ít. Nạp tiền vàng. Rồi 100k ha, gửi. Đấy anh em thấy không, rất là ok nha, rất là nhanh chóng luôn nha anh em. Thì đây là cái bản update mới cho nên là đã có những cái thay đổi về link, cho nên là mình làm lại link giữa làm lại link tool và link game, cho nên anh em có thể là lấy link mới về chơi nha anh em. Những cái link cũ của con này mấy clip trước đó là không còn chơi được nha anh em, cho nên anh em phải lấy cái link mới mới vô được nha anh em. Anh em mà vào những clip cũ mà anh em lấy link đó thì không có vào được nha, nó sẽ đứng đứng hình luôn, nó không có vào được và tôi nó không có vào nha anh em, cho nên anh em phải lấy lại link mới nha. Rồi thì mình sẽ test tiếp là cái phần gửi tiền vàng kinh nghiệm nè. Ở đây thì mạo hiểm giả kinh nghiệm ha, thì mình thử nha anh em. 1 2 3 đấy, ba con số 9 ha, ba con số 9 kinh nghiệm nha anh em, lên cái level 3 nè. Rồi thì mình sẽ tuôn tiếp một cái nữa là 5 con đi để lên level mấy nha anh em. 999 ha, thì mình thấy lên level 16 nè. Rồi mở được các chức năng rồi nha anh em. Thì con này là được cái là nó những free cho mấy anh em là cái xu nền luôn á, để mình mua thử một gói nè, một nguyên nè, thử đấy, free cho mấy anh em là xu nền luôn, 2 tỷ xu nền luôn. Anh em có thể mua những cái gói ở đây nè, đấy rất là ngon nha anh em. Cho nên cái phần xu nền anh em không cần phải nạp ha.
Rồi thì đến phần gửi vật phẩm nha anh em. Gửi vật phẩm nè. Thì mình sẽ chọn cái tìm kiếm luôn ha. Đây. 99 gì nè, thẻ gì nè. 9 tên anh Linh nè ha. Với số lượng là 9 luôn nè, gửi nè. Đấy, ok chưa? Đây, hành trang nè, đây. Rồi. Đến phần tướng nha anh em. Thì con này là tướng có mới là tướng mới có công già thôi nha. Thì mình sẽ add tướng nha anh em. Cái này thì mình chỉ làm demo test cho mấy anh em xem cái tool thôi, còn phần còn lại là do mấy anh em chơi ha. Rồi thì mình sẽ gửi gửi cái con nào đây? Gì đâu. Dịch ra cái gì đâu không trời. Yabaguya vậy nè. Cái này là anh em sẽ gửi anh Hùng là 15 sao và level là 400 nha anh em, gửi nè. Đấy, có liền. Đây. XXR ha, để mình kiếm một cái con LR đây. Con LR nằm đâu ta? Xích xuống như này ha. Đây. Sasuke vậy nè, gửi nè. Đấy. Đây. Tướng LR nha anh em. Đấy, tiếp nha. Nói chung là cứ end hết ở mấy con ở dưới gốc rồi đi. Thì vô con nào tính con đó nha anh em. Đấy, nhóc rồi. Cái này thì để khả năng thì mình sẽ sửa lại mấy cái tên con này nha anh em. Mình thấy nó không được đẹp đó ha. Mà tại vì cái bản này là vượt quá chưa có full cho nên là nhìn nó hơi kỳ kỳ. Cho nên là cũng chưa có làm cho nó ngon nha anh em. Để khi nào làm cái bản APK mà vượt quá nó full luôn á thì mình sẽ sửa lại tôi luôn. Tại vì cái server này là lâu dài luôn, nó chỉ là update link thôi chứ nó không chết nha anh em. Cái server trên cái trang này là nó không có chết được. Nó chỉ là cập nhật link mới thôi, đấy, tướng mới rồi thôi chứ nó không chết nha anh em. Cho nên đó là anh em mà xem clip mà lấy cái link mới nhất đó, thì anh em sẽ chơi được nha anh em. Thì anh em theo kênh đó, anh em đăng ký kênh bật chuông ha, khi mà có game mới lên thì anh em có thể lấy về chiến nha anh em. Rồi bây giờ là mình đã có tướng rồi ha. Đấy, nói chung là có nguyên liệu tất cả các kiểu luôn nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử nha. Mình sẽ chạy phó bản thử xem nó có bị lỗi skill không nha anh em. Mấy cái bản trước á, cũng con này mà mấy cái bản update trước á là nó bị lỗi skill của mấy tướng lớn nha anh em. Khi mà mấy anh em bỏ vô hết luôn á là nó sẽ lỗi skill. Mà không biết cái bản này nó như thế nào nha anh em. Thì mình sẽ end là 5 con vô luôn nè. Mấy con mạnh luôn ha. Cái này là mới có ải ải hai thôi mà mình ăn tướng mạnh luôn để xem nó có lỗi hay không nha anh em. Rồi không thấy gì luôn, để qua cái phần đại sảnh đây chiến trường nè, chạy cái ải này thử đây. Mình nghĩ chắc ok đó anh em. Đấy, chạy mấy cái ải lớn là mới thấy tung skill mới biết nha anh em. Mấy cái bản trước là nó tung skill lên cái là nó đứng luôn, rồi xong một hồi là mấy con kia lăn ra chết thôi chứ nó không thấy cái skill nổi lên nha anh em. Đấy thì mình test thử luôn nha, lên tốc độ x2 luôn. Nhưng mà cơ bản á, thì cái con này thì chơi ok nha anh em, và ri cho mấy anh em full full luôn mà. Đấy ơi, ok nha anh em, là con này là không có lỗi skill nha. Cái này thì mình đang chạy trên PC nha anh em. Đấy, để lên mấy cái máy mạnh nè. What? Khiêu chiến. Này là đấu à, đấu ải nè. Để xem ha. Ồ trời, không thấy skill luôn anh em. Đấy, đấy rồi, vậy là khá ổn nha anh em. Rồi link của con này thì toàn bộ mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em vào mà lấy giúp mình ha. Anh em nhớ là lấy lại link hết nha anh em, link game và link tool luôn nha.
anh em xài link cũ là không có chơi được nha anh em. Thì cái con này là cái clip này thì mình up lên là anh em lấy link lại nha. Chốt lại là anh em muốn chơi con này ok, thì nếu mà anh em đăng nhập bị khó thì anh em dùng cái VidFox nha, mở cái VidFox lên là ok nha anh em, vào được liền nha. Còn nếu mà anh em không mở là nó không có vô được nha anh em. Thì con này tặng cho mấy anh em là cái su nền và free cho mấy anh em là cái tool full, thì mình vừa test cho mấy anh em xem là cái tool là rất ok luôn, cho nên anh em lấy cái link mới về mà chiến nha anh em. Rồi toàn bộ link mình để trong phần mô tả nha anh em vào mà lên giúp mình ha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.